A đăng bài kẻ xấu công kích vị tăng là thầy của mình, có người viết ra những lời lẽ thiếu sự bất kính, con không biết sự việc đúng sai thế nào, nhưng con thấy thể hiện sự bất kính như vậy là không đúng. Và đây con xin sư chỉ dạy cho con rõ hơn, người cư sĩ tại gia cần thể hiện thái độ như thế nào để không phạm lỗi bất kính gây ác nghiệp với vị thầy của mình, dù ai sai hay đúng. Một vị tỳ kheo ấy, thưa quý vị, có một cái lợi thế mà người cư sĩ không có, không phải không có nhưng mà rất là ít và rất là khó để ứng dụng, đó là gì? Khi vị ấy phạm một cái lỗi lầm nào đó, vị ấy sám hối, nếu như cái tội đó thuộc cái tội sám hối được, vị ấy sám hối thì sau khi vị ấy sám hối, vị ấy trở nên trong sạch trở lại. Nhưng mà chúng ta, cái kiểu của mình ấy, người ta đúng 100 chuyện mình không có nhớ, nhưng khi người ta sai một chuyện là mình nhớ cả đời. Và mình bắt đầu mình lôi cái sai của người đó ra, mình bắt đầu mình nói, mình sỉ vả, mình kể trước, mình kể sau, mình làm cái này, mình làm cái kia. Mà mình không biết rằng cái thời điểm vị ấy sai, vị ấy đã sám hối và vị ấy đã trở thành một vị tỳ kheo trong sạch. Mà mình lại đi mà mình công kích một vị tỳ kheo trong sạch thì cái nghiệp nó lớn lắm. Đấy, nên phải nhớ rõ giùm cái thời điểm mà vị ấy làm sai, chỉ cần cái sai của vị ấy không phải là bốn bất công trụ, vị ấy chỉ cần vị ấy sám hối thì vị ấy sẽ trở nên trong sạch trở lại. Thành ra đúng sai thế nào sư không biết, nhưng mà sư có lời khuyên là chúng ta nên cẩn thận, bởi vì chúng ta không biết được, có khi chúng ta lại công kích một cái vị giới hạnh vì ta đã trong sạch rồi. Hơn nữa đấy, cái cung kính ấy, bản thân nó là phước. Mà sư nghĩ là cái chuyện mà đăng bài kẻ xấu công kích ấy, nó nhỏ nhau nghe, tự đoán thôi, còn nhiều là phụ nữ, tại vì cái tánh này là cái tánh phụ nữ nhiều hơn đàn ông. Nói đừng có giận nghe, đàn ông ấy khi họ không ưa ai, dù ở ví dụ như họ hồi trước họ từng là thầy của mình mà bây giờ mình không ưa thì lẳng lặng đi, thì đàn ông ấy khi họ đã không ưa ai rồi thì họ đơn giản họ không tiếp xúc, họ không nói chuyện, họ coi như người đó đã chết rồi, họ lẳng lặng họ đi. Còn phụ nữ ấy thì không ưa ai rồi ấy, thì bắt đầu là chết với bà. Thành ra cẩn thận. Cái cung kính nó bản thân nó là phước, mà khi chúng ta thiếu cái phước cung kính ấy thì chúng ta sẽ sanh vào cái dòng dõi thấp hèn. Sẽ lấy ví dụ như có những người họ bố thí rất là nhiều, họ thậm chí là họ có thể họ bán rất là nhiều tài sản của họ, bán sạch, họ cống hiến cho xã hội cả trăm tỷ đồng, cả ngàn tỷ đồng, họ không có một chút xíu nhíu mày vì họ cảm thấy rằng xã hội cần. Cái lòng bố thí của họ rất là hào sảng, họ sẽ được cái phước giàu sang đời sau kiếp khác, đó là điều chắc chắn. Nhưng khi mà họ có sự bố thí đó mà họ dựa vào đó họ coi thường người khác, nhất là đặc biệt những vị có đức hạnh, có giới hạnh, thì họ bị cái nghiệp đó là thiếu, không có cung kính, bất kính, không có sự cung kính với những người giới hạnh cao hơn mình. Cư sĩ quý vị cùng lắm giỏi lắm gì giữ năm giới, mà xin thưa có khi năm giới quý vị nó cà chày cà chật, giữ nó lủng lên lủng xuống. Còn một vị tỳ kheo 227 giới,
vì nó có thủng đi chăng nữa đó, sư nói cho thủng cả đống luôn á cũng còn 100 giới, cũng hơn quý vị rồi. Mà nếu như mà coi như là một vị tu sĩ mà vị đó là bày hay không ra cái gì hết, ít nhất vị đó cũng còn giữ được 4 bức cộng trụ và 13 tăng tạng, tức là 17 giới, vẫn hơn quý vị. Mà khi mà chúng ta có cái sự bất kính như vậy, nghiệp nặng lắm. Bởi vì chúng ta không có kính trọng cái người giới hạnh hơn mình. Đấy, thì chúng ta sẽ gieo một cái nghiệp, đó là đời sau cái thân của mình ấy, cái cơ thể, cái thân tướng của mình ấy, nó sẽ thấp bé. Và sư thấy người Việt mình thì cái tướng nó cũng không có được cao, thì có lẽ một phần là nó cũng có cái sự cộng nghiệp là mình thiếu cái sự kính rất là nhiều. Rồi cái thứ hai là chúng ta sẽ sanh vào những cái dòng dõi hạ liệt. Chúng ta sẽ giàu nhưng mà dòng dõi lại hạ liệt. Lấy ví dụ như làm ở đợ, làm nô lệ cho nhà giàu. Đúng là ăn rất là ngon, thậm chí chủ thương cư xử là như là anh em, như chị em về ruột ở nhà, như người trong gia đình. Nhưng mà ở đợ vẫn cứ là ở đợ. Ra đường có thể là đeo cái túi Gucci, mặc bộ đồ Chanel. Đi ra đường thì chi tiền rất là thoải mái, nhưng mà về tới nhà thì vẫn cứ là một cái đứa ở đợ. Thành ra đi, cẩn thận. Phước nào đi theo phước đó, nghiệp nào đi theo nghiệp đó. Cái chuyện mà mình bất kính ấy, nó sẽ đi qua cái quả của sự bất kính. Hơn nữa, theo chú giải Kinh Pháp Cú, khi mà chúng ta bất kính với một vị tu sĩ thì chúng ta gieo cái duyên đi địa ngục. Mà đương nhiên thì sư nói để cho người nghe biết nghe, muốn nghe và có cái lòng tin. Còn khi mà chúng ta không có lòng tin với nhau ấy thì mình nói nó cũng bằng thừa. Thành ra cái thái độ mà quý vị đối với một vị tu sĩ thì nếu như kính được ai thì kính. Còn nếu vị ấy mà quý vị thấy là không đáng để quý vị kính ấy, thì dùng cái từ là kính nhi mà viễn chi, tức là ở xa mà coi thôi, chứ còn không có tiếp xúc, không có gần gũi, không có nói chuyện. Đấy. Hoặc là như sư nói, cứ như đàn ông, đó là gì, không ưa rồi thì không đá động tới nữa, không gặp nữa, không nói chuyện nữa, không nhắc tới nữa, đơn giản vậy thôi. Chứ mình không việc chi mà mình phải đi công kích người ta.